Rồi em chào tất cả anh chị em buổi tối ngày mùng 10 nha nhé. Hôm nay em lên cho anh chị em một lô quần giá trị ân nhá. Người ta thì xem ngày xem giờ để khai hạ, còn em là hết ngày em quất lên là bán, không có ngày nào ngày em mở hàng hết á, khai hạ hết. Rồi, đây là cái quần không quân hay còn gọi là Tiger cọp lửa nha anh em. Hay anh em hay còn gọi là thủy quân lục chiến. Ở trong này này, cái phần cặp lưng ở trong này, cái vệt ở trong này nó khác ngoài nha. Anh em nhìn này. Đấy, con này của hãng Bopper. 6 túi hộp có bằng mông anh em, bụng của nó là 102. 6 túi hộp có bằng mông, quần đang đều màu đẹp lắm. Dài quần là 114. Quần của Mỹ ha. Quần nếu mà nhìn cái màu của nó đều á, thì nó nằm phải tầm từ 97 á. Nhưng mà con này lại có mấy cái góc này này. Đây. Ở ngay cái góc này nó hơi trắng trắng một chút. Anh em nhìn nhá. Nó hơi trắng trắng một chút. Thì cái quần này lại màu thì rất là đều và đẹp. Chỉ có một góc chút ngoài túi này thôi. Anh em nhìn giùm em, nhìn thiệt kỹ nha, cái vết in nút vẫn chưa có à, chưa có nha, không có luôn. Nhưng mà cái góc túi này nó có một chút trắng trắng. Ta cho 96% nha. Dây chặt đầy đủ. Em nhìn thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn. Không hề bạc gối mà cũng không hề bạc màu, đều màu. 96 là cứ ngắt nha nha. Ở đây có hai vết dơ màu trắng nhẹ nhẹ này. Đây gọi là dơ nha. Quá là đều và đẹp. Ai ưng con này chốt giùm em 990.000 mã 22. Rẻ không? Quá rẻ luôn. Tiếp một cái quần thủy quân lục chiến chất vải kaki nha nhé. À quên, em lên con áo này luôn. Đây là một con combat thủy quân cọp trắng. Hôm nay ăn Tết xong nói loạn loạn. Cái kiểu liều liều và loạn loạn đó nhé mày. Cái này là cọp trắng nhưng mà nó chưa có sử dụng, còn nguyên cái táp. Còn táp, còn mã vạch, có nghĩa là con này là chưa được sử dụng nha nhé. Con này là size S. Size 2XS à, 2X lát, tức là thông thường mà 2X lát là phải 100 kg trở lên á. Nhưng mà con này thì lại, nếu mà đẹp, em nghĩ người Việt Nam mà bẩn cho nó vừa vặn, cho nó vừa người như thế này này, đừng có body á, tầm này thôi, thì là anh em từ 65-70 kg là đẹp. Nếu mà đúng ra là 65 là đẹp, nó có cái đồ thoải mái của con áo. Còn mà đúng đỉnh của đồ lính, vì nó là còn mới, còn bót, cho nên là nó cái đồ giãn nó đang còn ít, thì người ta bẩn tới con này là 90-100 kg, 100 kg trở lên. Nhưng mà người ta bẩn vậy, mình mà bẩn chắc có lẽ cái bụng nó lòi từng múi, phải không anh? Con này, con này em sẽ bán với giá là mấy trăm được ta? Đang còn mới kẹn như thế này, 900.000 mã 00 nhá. Mã 00. Rồi em lên tiếp cái quần thủy quân lục chiến. Con này là bụng 88. Bụng 88 anh em ơi. Dài quần 106. Bụng 88, dài 106. Cái quần này thì hàng đúng, nó bị mất một khúc tem đây rồi. Con này là của Mỹ nhưng mà China gia công cho Mỹ. Ở đây này, cái nút của nó nha em. Nút của nó, nhưng mà cái nút này nó bị mất, cho nên nó thay vào đây một cái nút mới. Thì anh em mà không thích cái nút này thì cứ báo em. Nếu ai chốt thì báo em, báo em thay cái nút. Con này của Mỹ chứ của China gia công đâu. Con này này, con này mới là China gia công này.
Còn con này là của Mỹ ạ, chuẩn Mỹ ạ, không phải của China gia công anh em nhá. Đồ mới của nó vẫn đẹp nhưng mà nó bị lủng lỗ. À, để vậy chắc cho mát của anh em à, nhìn màu đẹp không? Nhưng mà đây là cái lỗ em dán để báo lỗi này. À, một lỗ như vậy cho nó mát nha. Em bán chỉ 500.000 mã 21, thực sự nó rất là mới. Đây lỗ này này. Hai cái đầu gối lủng một lỗ nha. Hai lỗ. Bằng hạt đầu á, quần thực sự rất là mới luôn. Thì quần lục chiến này nó đắt lắm nha. Quần này thông thường là em bán 900.000 đấy. Ở bên này thì có hai chấm dơ. Đấy, có hai chấm dơ. Đây nha em, hai chấm dơ. Dây chả còn nguyên. Mông miếc thì đều và đẹp hết. Nếu như mà không có lủng lỗ đó, cái quần này em nói 98% luôn ấy. Rồi ai chốt cho em 500.000 nha anh em. 500.000 mã 21. Rồi tiếp một con quần này M51 của Mỹ anh em ạ. Quần này của Mỹ. Đây. Em dập nha. Con này small long, nhỏ nhưng mà nó dài. Nó nhỏ nhưng mà nó dài nha anh em. Dây kéo đồng đuôi cá này. Cái bụng của nó thì là 98. Căng hết cỡ anh em mà muốn 80 là phải xịt cái nút này ra nha. Ai mà muốn 80 thì mở cái nút này ra dịch giùm em một chút như thế này. Đấy. Mới được 80 nha, xịt qua đây đơm này. Còn mà để nguyên vậy là chỉ có 98 thôi. Con này dài quần 116, quần này nút màu nâu nha, đời rất là sâu anh em ạ. Nhưng mà con này mới mà nó bị lủng một lỗ ở đây. Cho nên là sau cái tem này này là có một lỗ. Đây. Lật vào trong cho anh em xem này. Đấy. Nó bị lủng thủng qua đây luôn. Cho nên bị mảng cái này lên để che đậy, che cái khuyết điểm. Nhưng quần cực mới. Quần nó mới lắm. Con này em bán 2.500.000 mã 17. Anh em nhìn giùm em này. In nút có không anh em? Không hề có luôn nhá. Không có hề có in nút nha. Đây là gọi là cái vết của cái nút chứ không phải là cái vết in nút. Dây chả còn này. Ở đây có một chút dơ. Dơ này thì chắc giặt ra thôi. Vì nó cái vết loang. Có ba cái chấm này. Ba chấm này là vết dơ này. Nhưng mà quần mới lắm. Nói về con quần này thì nó mới lắm. Cái này gọi là dơ như kiểu dơ đất ấy. Đây có một chấm trắng trắng nữa anh em ạ. Đây chỗ này cũng có một chút dơ này. Mấy cái vết dơ này không quan trọng đâu anh em ạ. Nó cũng là dơ nhưng mà dơ như kiểu dơ đất thôi. Đấy, cái vết dơ này là như kiểu dơ nước. Nó thấm vào xong nó khô thì nó đọng như vậy thôi. Cái này không có sao hết à. Quần này anh em biết là bình thường nó mà đẹp mà không có lụng thì là mấy triệu rồi anh em biết à. 4 đến 5 triệu. Con này bán 2.500.000 mã 17. Size bụng là size đẹp, size hiếm nha. Nếu ai mà nó hơi dài một chút thì mình về mình cắt cái lai đi. Kêu thợ may cắt dùm cho cái lai và đưa cái lai cũ này lên. Như mà lên quần bò. Anh em lên quần bò sao lên vậy nha. Đừng có gấp lai mới lên nha. Gấp lai mới là nhìn nó ngu ngố làm sao á. Đưa lai cũ lên nó đẹp hơn nha. Tiếp một cái quần thủy quân lục chiến. Con này là cái bả mông. Anh em nhìn thấy cái bả mông của nó nhỏ chừng này thôi. Quần này chất vải kaki 6 cái hộp. Quần này là của Mỹ nhưng mà China gia công cho Mỹ. Bụng 110. Anh em có thể đôn lại 105 thôi nhé. Dài 108. Tem hồi nãy em có cho anh em xem rồi đó. Mới. Con này là 98% đồ mới. Thủy quân lục chiến xanh. Con này 700.000 mã 24 nha anh em. Quần này, cái dòng này là cũng của Mỹ. Nhưng mà nhờ China gia công để cái giá thành nó rẻ hơn thôi. Khi mà bị thiếu á, khi mà cấp phát cho lính mà nó bị thiếu, chứ bao giờ nó nhờ nhà máy hoặc là nhờ nước này nước kia gia công dùm. Tiếp một cái quần này chất vải kaki mà nó dày như quần 165 anh em ạ. Con này là bụng 92, căng hết cỡ mới được 94 nha anh em. 92. Dài quần 110. Dài quần 110, quần của Mỹ ha.
cho anh em dòm cái tem phát này. Đấy, yeah. Quần này có đai đôn. Quần này em bán 600.000 mã 23. Cái vải nó dày như quần 10-65 nha. Bẩn rất là đỉnh luôn này. Chưa có vết in nút luôn. Mới tanh. Mới tanh nhưng mà chỉ dính một chút chấm gì đấy trắng trắng này. Dây chạc còn anh em. Đẹp. Quần này là tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy. Quá đỉnh luôn. Đây có dính hai cái chấm nhỏ nhỏ này này. Muốn biết là cái gì á. Có một chấm nhỏ nhỏ. Đây nữa này. Đây này bà con ơi. Đây. Đây là cái vết dơ này. Vết cái này có chặt ra hay không nữa nè. Nó cứng lắm. Em khẩy khẩy nó không ra luôn ấy. Rồi. Quần là 97% cứng ngóc nha em. Vải kaki là màu nó không có nổi mà con này còn mới cho nên nó nổi luôn á. 600.000 mã 23. Ai ưng chốt cho em nha. Tiếp một con satin, cái lô light tối hôm nay là giá hơi, cái giá trị của nó rất là cao em ạ. Cho nên đồ không có giá rẻ nha. Đây là một cái quần satin có một cái tem này. Satin á, chất vải cực mát nha em. Nói về mát là chơi satin thôi, bụng của nó là 80, hàng của Mỹ ạ. Dài quần 104. Con này là cho anh em đọc size. Tem giấy của nó nha em. Em dòm tem giấy này. Size 32x33, đời của nó là đời 71. Đời 71. Quần đang xanh đều màu luôn. Chỉ có một cái chỗ này là nó bị ngoắc một cái sợi dây, nó rút một phát này. Đấy, nó rút một phát đấy thôi. Nhưng mà quần rất là đều màu. Rất là đều màu luôn. Đều. Đều tâm tắc. Màu đẹp quá. Xanh ô liu màu đều nha anh em. Đều màu luôn nha. Cái line này, thông thường cái line này là hay bị đạp, bị dẫm lên ấy. Nhưng mà con này có một cái đường hằn ở dưới thôi. Không. Con này là báo cáo anh em như thế này. Ông này ông cũng gấp lên một line, tức là hơi dài quá. Ông chơi ở trong này tiếp một line nữa này. Đó, cho nên là cái line ở bên trong này, nó cuộn ở trong này nó hơi dày ấy. Một line nằm trong này nữa này. Ok hết nha anh em. Con này em cho trên 96%. Thực sự nếu mà cái line mà không có cái đường gấp như vậy á, thì em sẽ cho con này là 97 đó. Nhưng mà vì như vậy thì mình tụt xuống. 1.7 mã 18 nha anh em. Xanh không? 1.7 mã 18. Mấy cái đồ này là phải là đẳng cấp lắm rồi nha. Mấy đồ tối nay em like là hàng đẳng cấp đó nha. Tiếp một cái quần M65 của Canada hạt cát anh em. M65 hạt cát của Canada. Cái quần này anh em có thể thu về được này. Nới ra thu về. Bởi vì cái mông này, mông anh em dòm nha. Từ đây qua đây nó tầm 10 phân. Thì anh em thu dùm em 7 phân nữa. Bên lưng này có lưng chun. Thì em thử đo coi con này là thu về 7 phân nó còn bao nhiêu nha. Con này bụng nhỏ của nó có 92, đẹp không? Nếu mà anh em muốn bụng 90, tắm mấy, 90, anh em đạp đôn vào giùm em. Kêu thử may đạp vào giùm em 7 phân, đúng vị trí của nó. Thì cái bụng này anh em bẩn hơi bị đẹp luôn. Em căng hết cỡ đi anh em nha. Căng hết cỡ là 100. Nhưng mà cái lưng chun thì nó có giãn, em chỉ đo tới đây này. Không đo hết đây mà đo tới đây nhé. Cái đó anh em lật vào trong được. Quần này dài 112. 6 túi hộp có bảo mông của Canada nha nhé. M65 Canada. Hàng Canada là nó ngang hàng với cái thân Mỹ này. Canada, Pháp, Mỹ. Đây. À, chỗ mông này dính một chút dơ. Dơ này giặt ra nha anh em.
quần rất là đều màu. Con này màu cỏ úa chứ không phải màu ô liu đâu. Ở đây có 3 chấm dơ này, 3 chấm dơ nhẹ nhẹ nha em, 3 chấm dơ nhẹ nha. Khoan, chỗ này ngay đầu gối, ông này ông quỳ vào đá hay sao á, nó bị móc xùi lên, nó bị móc mà nó xùi cái vải này lủng luôn rồi đó, lủng luôn rồi nha anh em, đấy, lủng nha. Quần thì rất là đẹp, nhưng mà bị xùi một chút nhẹ thôi, nói đúng ra mình nhìn mình không có thấy được, nhưng mà soi kỹ là mới thấy, soi thiệt kỹ là mới thấy nha anh em, nhìn này, không thấy nha. Đấy, bên này mướt sượt sượt, chỉ bị một bên thôi. Em bán con này giá 1,1 triệu, mã 19. Nếu như con này bình thường anh em biết giá bao nhiêu mà. Con này của M65 Canada, người ta bận với áo túi chéo đó, áo túi chéo của Mỹ đó. Áo này này, thì con này bình thường nó phải là 1,4 triệu, 1,5 triệu. Này bán 1,1 triệu. Ai ưng chốt giùm em nha. Nói về độ mới, nếu như mà nó không có lủng thì độ mới con nó là nằm tầm 97 thôi. Tiếp một cái quần cắt vàng, lễ phục cắt vàng 4 túi nha anh em. Quần này rất là nghiêm chỉnh, nghiêm trang này. Con này là bụng của nó là 80. Bụng 80, dài 112. Con này hàng của Mỹ nhưng mà đời sau này anh em. Đây, tem size của nó nha. Anh em đọc được không ạ? Size 30/6. Nó ghi toàn tiếng Anh không, không? Made in USA này, không? Ok. Dây keo nhựa, nó là đời sau này anh em. Nó mới 97-98%. Chất vải kaki dày ha. Nó hai loại, có loại dày và loại mỏng. Con này 800.000 mã 16. Anh em nào mà có áo lễ phục cắt vàng rồi thì chốt cái quần này nhé. Bật đi đâu cũng được hết. Nhất là anh em làm nghề y, làm những cái nghề mà nó anh em thích đồ Mỹ nhưng mà không dám bận á, thì bận những con này nó đơn giản và không có bị gì dạng gì mắt người, sợ người ta. Có nghĩa là không tự tin khi bận đồ vì hành nghề của mình nhé anh em. Thì con này là vô tư, đi lễ, đi chùa, đi đọc, đi tiệc, đi tất tật đâu được hết. Tiếp một cái quần, quần này gọi là ăn Tết xong quên tên rồi. Quần của biệt kích, quần túi chéo biệt kích nha nhé. Dây keo đồng này, hàng của Mỹ nha. Con này là bụng 78, à 76. Bụng có 76 à? vì ở trong này nó đập, nó bóp lại mất rồi này. Nó là đúng sai. Nhưng mà do thằng này á, nó bữa hôm á là nó nối thêm một miếng rồi nè. Cái là em thấy nối cái bà mông nhìn nó xấu quá, em gỡ cái miếng nối em bỏ đi. Em đập vào đúng vị trí của nó thì lại đây. Nó lại còn nó như thế này. Em đạp lại đúng vị trí cũ của nó. Nha. Mông của nó đúng vị trí cũ của nó luôn nha. Anh em nào mà 78 thì dịch giùm em. Dịch giùm em cái hàng nút như thế này này. Đó, dịch cái nút qua đây một chút thôi là nó ra được 78. Có đây đôn anh em, vải caro 6 thứ hộp, con này cực mới luôn, mới lắm. Dài quần 102. Em bán con này 3,5 triệu, mã 15. Ngoài ra em khai cho anh em biết chỗ này là em mở cái vết nối ra, em đạp lại vị trí cũ thôi. Còn không nói thì anh em cũng chỉ về cầm anh em xem mới thấy đường nối, đường đạp mới thôi. Còn không là không có gì để bảo hết. Mới 98% luôn. Quần 98% luôn. Không. Quần túi chéo này. Một đầu to, đầu nhỏ anh em. Cho anh em dòm đây phát đấy, nghe không? Dòng này là nó ngang hàng với nó là biệt kích túi chéo, thì cái thằng caro túi chéo này
vải tuy chéo là nó cũng ngang tầm như nhau. Con này nếu như nói đúng ra mà anh em mà chơi sành điệu á, là những bộ có nghĩa là đẳng cấp, anh em mà thích chơi sưu tầm đẳng cấp thì dòng bộ đồ bộ binh là ta không có nghĩ tới những sa mạc rần ri hoặc là Asiu Muticam gì nữa. Chơi đẳng cấp của các đồ bộ binh là này và này, là cái dạng mà chức to, chức bự chức to mới chơi những cái bộ này. Rồi, chốt cho em 3,5 triệu mã 15 nha nhé. Cái này phải phải đầu tư kinh tế. Nếu mà anh em có kinh tế thì nên quất mấy con đó ha. Còn không có tiền thì ta chấp nhận thôi. Đây, con này là thủy quân lục chiến. Chắc phải cơ kỳ bùng mà 84 giãn ra hết cỡ là 94. Hàng của Mỹ nha anh em. Dài 116. Có một cái tem tên của nó sau mông này. Con này em bán 800.000 mã 13. Quần đều màu và đẹp anh em. Nhưng mà con này được 96% thôi. 96% thôi. Đều màu nha. 96% thôi nha anh em, không phải 98 nha. Hàng của Mỹ ạ. Đây, tem của nó ngon lành cành đào. Ai ưng chốt cho em 800.000 mã 13. 800.000 mã 13. Cái một cái quần túi hộp quần này mà anh em bận với cái con áo mà áo cảnh sát 511 hồi hồi sáng em like ấy, bận con đó là phù hợp nha anh em. Quần này 6 túi hộp pin yếu. Anh em chờ em chút em sạc. Đầu năm mà pin yếu nghe không ổn phải không à, nghe có vẻ là đầu năm mà lại pin yếu này. Yếu pin này. Anh em chờ em chút nha. Ui, dây sạc kia đâu rồi không biết. Chưa khi nào lùng cùng như bây giờ. Ba ơi, chúc em like rồi để ông vào ông tìm cái sợ đăng like nó hết pin. Tiếp cái quần này nha anh em, con này của hãng Pepper. Con kêu ba vào mẹ nhờ chút á. Làm gì? Con này 492. Mới ba vào đây mẹ nhờ chút á. Con này chất vải caro nha anh em, 6 cái hộp có bảo mông bụng 106. Con này có bảo mông luôn nha. Con này em bán với giá là 700.000 à. Con này chỉ có 700.000 mã 14, nhưng mà cái túi của nó bị nổ nổ này. Tức là nó lủng bị lỗ lăm tăm nhỏ nhỏ ngay cái túi nha anh em. Đây là cái túi quần bên hông này, chờ chút em review cho anh em nha. Đây là bên hông. Đấy. Cái túi nó bị lủng nhỏ nhỏ này. Quần thì xanh đều màu, nó là màu xanh ngọc. Ba tìm cho cái dây sạc ba. Hết pin, pin yếu. Cái chỗ góc túi này là nó bị lủng này anh em ạ. Đây là nó góc túi nó bị lủng, lộ nhỏ nhỏ nha. Rồi cái dưới lai nó bị dậm, nó đạp lên do dài quá này. Chút nữa em đo quay thử anh em mình mà cái này là khắc phục được. Nếu mà anh em mà dài quá thì anh em cắt giùm em 2 phân. Đấy, cắt giùm em 2 phân, đưa cái lây cũ lên là nó sẽ mất cái phần trắng này. Không, mất phần trắng. Anh em ghép như kiểu quần bò. Bụng 92, bụng quá là đẹp luôn. Quá là đẹp. Dài quần là 106 nha anh em. 106 anh em chịu khó chút nha. Đang còn sửa, đang còn sạc điện thoại ấy. Chơi nghèo nghèo vậy luôn hả? Để em sửa lại một chút nha. Anh em ngồi giữ chắc vị trí nha. Ê.
dự bị thi chắc này. Rồi, rồi. Ok, được rồi. Được, chấp nhận nghèo nghèo chút nha nhé. Hả? Không biết. Rồi, em review tiếp nha nhé. Độ chiều dài em đo lại chiều dài anh em để ý chiều dài này. Coi thử mình có hớt được không nhá. Hớt 2 phân. Tức là con này dài 106 thì anh em nào cao 1m6. 1m65 vẫn được hay. 1m65 thì dài tầm 1 không vào. Dài tầm 102 1m1 á. Là được, con này là 1m06 thì hớt 2 phân, còn 1m04 tha hồ. Đang còn cho những người sử dụng. Sửa ngắn quá thôi. Xanh đằng sau đều không? Xanh sau đều nhá. Cái nắp túi vẫn chưa có vết in nút này. Nhưng mà cái góc túi này thì nó bị sờn chút. Sờn chút nhé. Rồi chỉ có cái like thì em có hướng dẫn anh em cách khắc phục đó. Anh em về phải mất 10.000 tiền lên like. Còn cái chỗ này là bó tay. Để vậy cho nó mát. Cho nó mát. Khắc phục không được nữa, cứ để kêu để cho nó mát. Rồi cái đường viền này, cái vườn túi này nó bị trắng trắng một chút. Nhưng mà màu xanh này đẹp lắm ạ. Cái quần này thông thường là 1,5 triệu nha. Đây, nó bị sơn một chút nhẹ nhẹ nhưng mà quần đang đẹp, quá đẹp luôn. Con này thông thường em bán 1,5 triệu đó. Vừa nay em bán con này với cái lỗi 700.000, mã 14 nha anh em. Đẹp. Đối với em nói thiệt anh em chứ đồ cũ á. Đồ cũ đối với em mà như con này là chuyện nhỏ. Đã cũ á, thì nó sẽ lỗi. Đã quá sử dụng anh em thử bận một cái đồ á. Chỉ bận anh em cho anh em một tháng trời thôi. Anh em bận một tháng. Chưa chắc anh em đã bán được nữa. Bận một tháng nó lem luốc nó từa lưa tít lướt. Phải không ạ? Nhưng mà mình chấp nhận hàng cũ mà sưu tầm, mà chơi cũ sưu tầm lỗi mới là hàng chuẩn của Mỹ. Bây giờ anh em chọn chưa sử dụng thì chỉ có hàng. Thì nói tới đây là mình biết rồi thầy. Đây là một con quần M51 nữa nha anh em. Con này hàng đời đầu, nó đẻ ra trước cái thằng M65 ha. Đời tem dập này. Đó, tem dập nha. Con này size medium roller. Medium roller. Cái thằng này thì nó chỉ khác cái thằng M65 cái là nó M51 thì nút nó nằm ngoài, còn M65 thì nút ở trong. Nhìn nhé, vải thì dày như nhau. Con này đời 94, à quên bụng. Đo bụng mà nói đời bụng 94. Dài quần 108. Con này em bán mắc nha, con này khá là đẹp. Màu của nó là màu xanh ô liu. Cái nút ở trên này vẫn chưa có in nút này. Ở dưới này có bắt đầu hình thành vết in nút. Dây chà còn ngon lành nhá. Đều đẹp nha anh em. Con này trên này lại có vết in nút. Nắp túi này. Chúc này nó có một chút trắng trắng xiu xiu. Còn cái trên này xuống là đều đẹp hết anh em ạ. Ở ngoài nó còn xanh hơn ở trong nữa. Ngoài là còn xanh hơn ở trong nữa luôn ấy. Đẹp không? Khá là đẹp ha. 3,5 triệu mã 20. Em bán 3,5 triệu. 3,5 triệu nha. Quần mà còn mướt hơn một chút nữa. 98% em bán 4 triệu mấy. 5 triệu. Tiếp một cái quần thủy quân vàng. Anh em chiếc vải kaki 6 thứ hộp. Có vào mông bụng của nó là 82. Dài quần là 108 nha anh em. 108. Anh em bữa nay ở ngoài Bắc có lạnh nữa không ạ? Em ở đây bữa nay cũng lăng còn lạnh lắm. Bây giờ bình thường như vậy em bận áo dài tay với bận cọc tay không chịu được. Lạnh lắm. Lạnh mà lạnh khí. Lạnh khó chịu lắm. 600.000 mã 12 cho quần này nha anh em. Quần đang còn đều màu đẹp này. Đúng không? Đều màu và đẹp, không có dơ.
coi trước này nó có dơ không. Đấy, rất là đều ha, đều màu, đẹp, 96%. Chốt dùm em, 600.000 mã 12 nha nhé. 600.000 mã 12. Tiếp một cái quần Navy Seal. Quay xịt qua này chút đi. Cái phong của em, cái phong của em mà giờ đặt là hụt đầu hụt đít. Tiếp một cái quần Navy Seal này. Cái này nó mất một cái nút nha em ạ. Đây, có nút dự phòng ở trong này. Nó nằm trong có nút dự phòng, mình đơm ra nha. 6 túi hộp có bọc mông chất vải caro bùng 86 và căng hết cỡ là 96. Quần này của Mỹ nha anh em. Dài quần 110. Con này em bán 700.000 mã 11 quần Navy Seal. Nãy em có nói anh em là cái bụng mà nhỏ 1,5 triệu, bụng to bán rẻ thôi. Nhưng mà quần này ở đây nó có hai vết lụng nhỏ nhỏ xíu xíu, em dán miếng keo để báo nha. Đây, nó nhẹ nhẹ đây thôi. Nhìn thực sự nhìn không thấy đâu. Quần này rất là mới luôn. Dây chả còn Navy Seal đắt nha anh em. Con này nếu mà không có vết lỗi ấy, con này là nằm 97 cứ ngắc luôn đi. 97 cứ ngắc luôn. Rất là đều và đẹp nha nhé. Vải caro đều đẹp không? Nó đẹp lắm. Chỉ có một cái chỗ này em nói thiệt chứ, nếu mà mắt nhòm nhoèm cũng không nhìn thấy chứ không phải là nhòm nhoèm cũng nhìn thấy luôn á. Em gỡ cái ra cho anh em dòm coi có thấy không này. Anh em nhìn thấy được không? Đâu rồi, giờ em tìm lại không? Đây này. Nó nằm hai cái chỗ nhỏ xíu xíu đây. 90, ai chốt giùm em 700.000 mã 17 nha anh em. Navy Seal là một trong những bộ đồ chất nó với thủy quân lục chiến, với nói chung là mỗi quân hàm thì nó khác nhau, giá trị khác nhau. Tiếp quân thủy quân, quần này Multicam mới keng, hàng của Mỹ nha anh em, bụng 92, chất vải caro, 6 cái hộp có bọc mông, dài quần 114. Em bán con này là 600.000 mã số 10. Mới 98% luôn. 98% không tì vết. Không tì vết luôn. Đẹp. Ai chốt chốt giùm em nha. Hả? Chắc có lẽ đúng rồi. Tiếp một cái con Multicam chống cháy. Ông tin ngày, ông tin hết cỡ luôn. Con này là bùng 78. Hôm qua Lão muốn chụp nữa, Lão kêu chụp lại cái khóa cho Lão đó. Dài quần 108 thôi, đừng có hỏi nữa. Đó, đang thử nữa để biết thôi. Con này 600.000 mã số 9 nha anh em. 600.000 mã số 9. Quá là đẹp, con này cũng khá là đẹp. Cái vết in nút vẫn chưa có này ha. Ở bên này thì mới bắt đầu hình thành thôi. Ở bên này đang còn đẹp, đẹp trai. Dây chả còn này nghe. Ta cho 97 được không ta? 97 cho 96 chan cho nó khỏe ha. Cứ 96 rồi, giờ nó 97 có thêm được đồng nào đâu. Cho số em 600.000 mã số 9 nha nghe. Tiếp một cái quần này của Canada. Tem trắng hàng xưa nha em. Quần này chất vải hạt cát này, bụng của nó là 102 lực. Anh em mà muốn đôn cái này lại thì anh em về đạp lại nha. Đạp cái phần mông này lại này, trừ khoảng cách này dùm em, từ đây qua đây bên 3 phân, hai bên 6 phân hoặc là hai bên 5 phân. Còn từng này nữa là 7 phân thì anh em đôn lại được 7 phân. Tức là con này mà đôn lại thì bụng chỉ còn 95 đến 93. Dài quần 102 là em đo tới đây thôi nha. 102 tới đây, còn lên đây 10 phân nữa là 112 ấy. Cái khúc đó anh em có thể mở xuống nếu em ngắn, còn mà dài thì anh em gấp lên. Ở ngay cái túi của nó bị dơ một chút này. Chất vải này là vải hạt cát nha anh em. Màu xanh. Màu này là gọi là xanh, xanh cỏ úa. Rồi,
Bên này là cũng ok hết nè. Ok hết này. Ở đây có một chút dơ nhẹ nhẹ. Vàng nhẹ nhẹ nha em ạ. Ở đây là vết nước thôi, không phải dơ đâu. Đây, đây mới gọi là dơ này. Vết dơ nha em. Rồi hết. Hết rồi em ơi. Ở đây có một chỗ này là gọi là mòn men ấy, một lũng một lỗ. Cái này bị chợt sợt vào một cái gì á. Ta cho con này là 96% nha em. Chốt giùm em 700.000 mã số 8. 700.000 mã số 8. Tiếp một cái quần này nữa. 6 cái hộp. Nhưng mà con này vải đẹp, quần đẹp lắm mà. Không biết nước nào á. Con này nhìn cái vải nó ngon lắm mà. Vải cực kỳ dày. Màu đẹp mới. 6 cái hộp. Con này là bụng 104, 6 túi hộp nha nhé. 6 hay là không phải. Nó túi của nó này, anh em dòm này. Hai cái túi này. Nào, hai túi này. Đây hai túi nữa là 4 túi này. Hai cái túi nữa là 6 túi này. Đây một túi giả, túi nhỏ nữa, 7 túi. Nói chung cái form này thì nó rất là ngầu, bụi, dây keo đồng. Dây keo đồng nha. Và cái tem nó bị đứt mất rồi. Tem nó bị đứt mất. Cái vải đẹp lắm. Túi là túi dâu xây nữa nha. Túi chặt gốc nữa nha. Cái bụng của nó là 102. Bụng chà bá. Dài quần là 114 anh em. Con này anh em có thể đôn lại được này, nhưng mà đường trần đôi này thì đôn nó mất đẹp anh em. Cái đường can lần này may lại nó xấu mất cái quần. Mất đẹp cái quần ấy. Không đôn được. Con này em bán 900.000 mã số 7, 97% đồ mới nha. Không tì vết, không một cái gì hết, màu xanh là xanh cũ á. Không phải màu xanh ô liu đâu ạ. Tiếp một con M65. Quần M65 nha nhé. Còn M65 này thì cũng màu cũ á. Dây kéo đồng. Dây kéo đồng. Con này là bụng của nó là 92 ạ. Dài quần là 112. 112 nha nhé. Cho anh em dòm cái tem này. Chúc. Tem đẹp không? Tem còn quá đỉnh luôn. Size medium long. Medium long là người tầm 7 đến 80kg đó. Nhưng mà dài con này đời 76 nha. Đời 76 nha em. Quá đẹp luôn. Tem còn mới đỉnh luôn. Vải thì mềm. Khá là đẹp nha em. Màu cổ úa. Hàng của Mỹ nha em. 3.9 mã số 6. Này, những cái này là bụi không phải. Quần đẹp quá. Con này chất vải của nó vải thượng ngang ta. Vải. Dây chà con đấy nhé. Quần này khá là đẹp. Review hết cái thân này. Cái mặt bên này là đẹp luôn. Vết in nút vẫn chưa có anh em này. Cái nút của nó ở đây mà vẫn chưa có vết in nút nha. Có nút bên này thì bắt đầu này. Bắt đầu ạ. Đẹp quá. Khá là đẹp, con này là nằm tầm 97. Nói 98 thì có thể nhảy qua 98 được, vải thường ngang em ạ. Nhảy qua 98 được luôn. 97 nhảy qua 98 được luôn nha. Với một con M65 là cực hiếm. M65 cực hiếm. Nếu như con này bình thường là em bán tới 4-5 triệu, mà sao con này em bán có 3.9 ta. Con này em bán có 3.9 à. Coi có bị gì không? Con này đời dây kéo đồng nhá. Nói 4-5 triệu thì nó phải là đời dây nhôm. Khổ quá. Con này bụng cũng đẹp, bụng 96 nha em. Ai thích vừa tầm tiền, chơi cái đời này cho nó rẻ này.
giống như áo 165 mà áo 165 mà đời dây đồng ấy, nó rẻ hơn, nó chỉ có 8 triệu hoặc là cái đời dây nhôm là nó 18 triệu đấy đó. Rồi 3,9 triệu mã số 6 anh em ơi, đẹp, con này đẹp, thừa nhận là nó đẹp. Tiếp một con satin núc dẹp hàng xưa, núc dẹp đai đôn hàng xưa nha em. Con này màu xanh ô liu nhưng mà nó xuống màu rồi, bụng là bụng 94, bụng 94 nha em. Dài quần là 110, à 112 chứ. Anh em nhìn thấy không, cái quần như vậy mà màu xanh ô liu, xanh ngắt luôn. Con này là còn hồ nhá, còn hồ cho nên là nó hơi, anh em về phải ngâm nước ấm cho nó mềm, cho nó ra cái hồ này này. Quần thì xanh ngát nhưng mà ở cái vết túi này vẫn xuống màu. Anh em nhìn thấy không? Nó trắng trắng này ha, nó trắng trắng này ha. Ở ngay cái túi này nó bị dơ nữa nha anh em. Dơ này là gọi là dơ đất vàng thôi, dơ đất thôi. Nhưng mà mấy cái đường viền này này, anh em mua nhìn kỹ giùm em nhá. Cái con quần này nó xưa rồi cho nên là cái phần đường này nó bị nổ này à, có nghĩa là cái quần này giờ chui xuống đất nó vẫn không xuống màu, vì nó vẫn giữ một màu xanh ô liu. Nhưng mà nhìn cái độ sờn chỗ này là nó bị sờn mòn rồi đó. Ma sát là nó sẽ bị sờn này này. Nhá, anh em nhìn kỹ giùm em cái đường này nhé. Con này em bán 1,9 triệu mã số 5. 1,9 triệu mã số 5. Anh em về ngâm hồ một phát là hơi bị đẹp luôn. Hàng sưu tầm, hàng xưa. Thông thường cái dòng mà đời mà nó có cái đai đôn này này là xưa lắm, nó chỉ biểu hiện qua đai đôn này thôi, không có vết tem nữa đâu. Nhưng mà con này hình như nó còn, cũng đang còn có tem ấy. Ở dưới lai quần của nó anh em này, nó nổ mấy cái đường chỉ may này, nó bị nổ như kiểu may kim mà bị túi ấy. Đây cái đường gót túi của nó bị quát này anh em này, nó nổ theo đường túi nha. Con này có tem này, cái tem này size large, cái đời thì nó mờ này. Rồi ok, con này là 96 ngóc luôn, 96% luôn. Ở ngay cái túi chỗ này cũng có một vết dơ này, có một vết dơ nha. Hồi nãy em nhìn không thấy, bây giờ thấy á. Góc này nó cũng hơi, anh em nhìn dốc vậy, anh em nhìn thấy không? Hơi trắng trắng ha. Rồi xong, ai chốt 1,9 triệu giùm em nhá. Hàng satin sưu tầm hàng xưa, hàng xưa. Tiếp một cái quần này vải caro của hãng Rocco. Hãng Rocco thì là những cái hãng sản xuất cho con này, bụng chỉ có là 68 à. Hãng Rocco là thường sản xuất cho China hoặc là cho Hàn Quốc. Con này lại là China gia công cho ai đây thì chưa biết này. Nhưng mà nó là China gia công. China gia công không biết cho ai hết, nhưng mà biết là China nhé. Size small roller, mới kèn luôn, chất vải rất là mềm. Màu xanh này gọi là xanh xám, chưa có sử dụng, không có bảo mông như nhé. Rất là mềm mại, con này ai mà nữ nhỏ nhỏ hoặc nam nhỏ nhỏ bệnh đẹp lắm mà. Dài 110, nó rủ rời mà nó đẹp. Ủa sao nó trùng với cái áo này luôn này. Hay, anh em thấy trùng không? Bệnh quần thành áo này nó phối hợp với chỗ này, nó giống nhau này. Rồi mới 98 chốt cho em 700.000 mã số 4 nha nha. Cái tem của thằng hãng, cái hãng Rocco này chuyên sản xuất cho quân đội luôn á. Nó còn nằm đây luôn này. Mã xuất kho, mã series vẫn còn nguyên rin. Em còn 2 quần nữa hết, 3 quần nữa hết anh em ơi.
Tiếp một cái con đai sườn của thằng Saten hàng xưa, đúc dẹp nha nhé. Con này là bụng 80. Màu này là màu gì ta? Nó loạn màu mất anh em ơi. Dài quần 106. Em nhìn em loạn màu luôn ấy. Màu xanh ô liu 1/9 mã số 2. Cái con này thì đều đẹp nhưng mà chỗ cái đường chỉ này là kim nó tùi cho nên nó may nó bị nổ cái đường kim ấy, cái đường chỉ á. Nhưng mà vết in nút gì vẫn chưa có nha. Đều đẹp luôn. Con này cũng có hồ nha nhé. Với anh em này là cúc nổi luôn này anh em này. Mấy cái nút kia là nó sẽ lạnh ở trong á. Này là nút dẹp mà hồi xưa nút nổi ra ngoài luôn nhé. Đây cái đường này cũng vậy nha anh em. Cái đường này nó cũng bị thỉnh thoảng nó bị nổ một cái đường kim. Rồi tất là xanh đều hết. Anh em chỉ cần về ngâm nước ấm thì cái lớp hồ này nó ra và nó mềm. Cái quần satin nó là cái vải satin thì rất là mềm mại. Con này không có tem này. Cái quần satin này em có nói rằng là nó đời xưa, nó chỉ biểu hiện qua cái đai đôn này thôi, với qua nút dẹp này cho mình biết thôi. Cái hàng xưa nó không có, ít khi nó có tem lắm. 900.000 à, 1/9 mã số 2 nha nhé. Nói về mấy cái đấy thì anh em chuyên chơi, mấy anh em chuyên chơi rành rồi thì mấy cái đó không cần nói cũng biết rồi hả. Tiếp rồi cái quần này chất vải kaki này, con này không biết là của nước nào luôn á. Nó dày giống như M65, mất một cái nút anh em. Mất một cái nút, mà nút của nó là như thế này này. Con này giống của thằng Thụy Điển á. Chất vải dày như M65 nha. Cái bụng của nó là 94. Dài quần 108. Em bán 800.000 mã số 1. 800.000 mã số 1. Vải còn gân thử ngang nha. Gân thử ngang như M65. Dày dặn. Ở đây này nó dính mất một chút mực. Nó dính một chút mực anh em ạ. À, ngay cái đùi á. Rồi. Ok hết nha. Quần đều màu và đẹp. Dày dặn, bẩn quần hộp này rất là đẹp. Nó ngang hàng với quần 6 thứ hộp và vải cái rối. Chốt số mềm. 800.000 mã số 1 anh em ơi. Còn một con duy nhất nữa này. 6 thứ hộp màu xanh ô liu. 6 thứ hộp vải kaki, 6 thứ hộp màu xanh ô liu. Nhưng mà con này thấy bị dơ đùi rồi. Con này bụng 86. Không có bỏ mông như nhé. Dài quần 110. Quần em bán 700.000 mã số 3. Mấy cái dòng 6 thứ hộp mà màu xanh này em bán cả 1,5 triệu đó. Đây. Đây một vết dơ này. Chỗ này thì dơ này giặt ra. Đây gọi là cái lông. Ở cái lai này nó đạp lên rồi anh em. Cho nên nó dẫm lên nó còn trắng trắng một chút nha. Con này là chắc chắn là không phải của Mỹ rồi. Đấy, cái phọt này khác. Bên này đều đẹp nha nhé. Đó, bên tay phải, tay trái. Đều đẹp nha, đằng trước này. Trước chất vải kaki giống cái chất vải của cái thằng kaki thêm vàng á. Con này này, chất vải nó giống y hệt cái quần kaki thêm vàng, nhưng mà nó lại 6 thứ hộp. Ở đây có một chút vàng, cái này gọi là bị vơ, bị ố, bị dơ một chút vàng vàng nhé. Nhưng mà nó màu hơi đỏ đỏ thôi chứ nó không phải bạc quần đâu. Dây chạc còn qua bên này. Qua thân bên này thì quần này thì thông thường là 1,5 triệu đó. Nó bị dơ một vết đỏ. Dơ đất anh em. Dơ đất nha. Và chỗ này nó cũng bị đỏ. Ố. Bị đỏ bạc á. Bị đỏ, nó bạc bạc chỗ này này. Em nhìn thấy không? Hết nha quần. Nói chung quần thì đang mới. Đấy. Em nhìn xa em vẫn thấy đỏ đỏ đấy phải không anh em? Đây, một chút đỏ đỏ này. Không, hai bên này.
Bên này có không? Không có. Không có. Còn bên trong không có cái tem gì hết á. Con này biết là nó không phải của Mỹ rồi. Qua coi cái dây kéo nha. Dây kéo đồng này. Không phải, nó không ghi của USA mà nó ghi của IKK. À, 4EZ. Con này không phải của Mỹ. Rồi đồ mới thì 95-96%. Ai chốt 700.000 mã số 3. 700.000 mã số 3 nha nhé. Em cảm ơn tất cả anh chị em. Vậy là hết ngày mùng 10. Ngày mai là ngày thường mất rồi. Nhưng mà ta chỉ cần chiến đấu thôi nhé. Làm sao mà cầu mong sao nó thuận buồm xuôi gió, gặp may mắn là được rồi. Chứ thực sự nói mà coi ngày coi mồng thì em không biết coi ngày nào là ngày tốt nữa. Thôi chúc anh chị em một đêm an lành, ngủ ngon. Nếu anh chị em nào mà ưng cái nào thì alo liền cho em nhé. Đúng 7 rưỡi em like thì anh em thấy con nào thứ nhất, thứ hai, thứ ba là gọi liền. Qua số điện thoại em có ghim trên màn hình là 0911337139. Em sẽ chốt cho con mà ai mà xem trễ hết video này á, là nó gần 8 giờ rồi. Thiếu 10 phút nữa đầy 8 giờ là anh em xem hết video á. Còn mà xem đoạn nào mà nhanh nhất ai gọi trước em chốt trước ha. Khách mới mua lần đầu thì em xin cọc 50.000. Còn khách đã mua rồi thì ủng hộ ok thì em lại không xin cọc nữa. Còn anh em mà thích chuyển khoản, chuyển được bao ship thì anh em chuyển khoản 100% em bao ship nha. Chúc anh chị em ngủ ngon và hẹn gặp lại sáng mai. Nếu ai mà coi qua 9 giờ, 9 giờ là em không alo nữa nha, em đi ngủ à, thì anh em để lại tin nhắn qua số điện thoại dùm em, rồi qua Zalo. Mai em sẽ đọc tin nhắn đến số điện thoại trước, vì không phải ai cũng xài Zalo nha mà. Cho nên em đọc tin nhắn qua số điện thoại trước rồi tới Zalo ha anh em. Và hẹn gặp lại anh em qua ngày 11, tức là ngày mùng 1 của tháng 2 á. Tháng 3 chứ. Tháng 3 dương á. Em chào anh em nhé.